Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ cách làm bánh su-xê. Thì như đã hứa đó, Diễm cũng thử lại cái công thức vỏ bánh, làm sao cho nó có cái độ giòn nhẹ, cái cách làm đơn giản và nguyên liệu mình dễ tìm. Thì với cái công thức vỏ này á, thì em thấy rất là ngon, nó thơm nè, và mình tạo hình nó đẹp nữa. Thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh su-xê với Diễm nha. Mình đi làm cái nhân bánh trước thì Diễm có đậu xanh đã nấu chín á. Diễm nấu 100g đậu xanh với 1 phần 3 muỗng cà phê muối và 400ml nước. Thì cái cách nấu á, Diễm để cái link trong phần miêu tả video nếu mà mình muốn tham khảo. Sau đó mình sẽ lấy một cái chảo nhỏ đó, Diễm cho vào 60g dừa sợi, 50g đường, 50ml nước, và mình trộn lên á, cho đường nước nó tan đều ở trong cái dừa sợi này. Mình sẽ bắt lên bếp nha, mình sẽ xào sơ cái dừa sợi giúp cho cái nhân bánh của mình nó giữ được lâu hơn. Bật bếp lên á, Diễm để cái lửa lớn nhất và mình cứ đảo đều tay ha. Khi mà thấy nước sôi á, thì mình cũng cứ đảo cho tới khi mà mình thấy á, cái nước nó rút quá, nó còn lại như vậy là được nè. Còn nếu mà mình thích cái nhân nó khô ráo hơn thì mình xào cho thiệt là khô cũng được. Diễm cho ngay vào trong cái nồi đậu xanh mình đã nấu chín luôn nha. Mình cho thêm một muỗng canh dầu ăn giúp cho cái nhân của mình nó không có bị khô. Một muỗng cà phê tinh chất vani. Mình trộn lên cho thật là đều ha, mình không cần xay tại vì đậu xanh mà còn nóng đó, mình cho đường vào thì nó cũng mềm ra. Bây giờ mình để ở đây cho nó nguội nha, nó nguội thì nó sẽ cứng hơn, mình dễ vo viên á, đậy lại tránh cho cái mặt của nhân nó bị khô. Nhân sau khi đã nguội thì mình chia làm 15 phần bằng nhau, mỗi phần nó có trọng lượng khoảng từ 23 cho tới 25 gram, tùy cái lượng nước ở trong đậu xanh còn nhiều hay ít đó. Mình vo tròn xong mình ấn cho dẹp để khi mà mình tạo hình cái bánh nó sẽ đẹp hơn. Về vỏ bánh thì Diễm sử dụng ở đây là bột bán kim ha. Cái này thì Diễm mua trong tiệm Á bên đây. Diễm thấy mình sử dụng bột bán kim làm cho cái bột của mình nó không có bị nghe cái mùi bột và nó có một cái độ giòn ha. Thì cái cách này Diễm nghĩ ra và Diễm áp dụng thì Diễm thấy rất là thích tại vì cũng đơn giản nữa. Và với công thức này thì mình chỉ cần sử dụng bột bán kim thôi, không cần phải dùng thêm bột năng. Diễm cân ra 200g. Ở đây Diễm có 450ml nước lá dứa, là Diễm xay 40g lá dứa với lại 460ml nước thiệt là lạnh ha. Mình xay xong rồi mình vắt ra thì mình được như vậy. Nếu mà mình có cái tinh chất lá dứa đó thì mình cho thêm vào tí xíu cho nó thơm. Mình để ở đây cho nó nghỉ 15 phút ha. Sau 15 phút thì mình thấy bột bán kim nó đã nở ra như vậy, thì Diễm nghĩ bột bán kim cũng tùy loại á, có thể ở Việt Nam á, nó cứng hơn thì mình nên ngâm lâu hơn ha. Bên đây thì cái bột bán kim này nhiều khi mình không có cần ngâm luôn, lúc nấu chè mình cho thẳng vào. Diễm cho vào 50g đường, 2g muối. Và bây giờ á, mình sẽ đi xay cho nó nhuyễn ra ha. Mình có thể sử dụng máy xay sinh tố, Diễm thì Diễm dùng cái máy xay cầm tay nè. Cái này nó mềm lắm, mình xay tí xíu là nó nhuyễn thôi. Đó, mình xay cho tới khi mình thấy nó có một cái độ sệt, nó còn lợn cợn tí xíu cũng không sao ha. Bây giờ mình sẽ bắt cái nồi này lên bếp. Thì tùy mình thích nha, Diễm thì Diễm thích cái vỏ bánh nó có dừa sợi đó, nên Diễm cho vào 50g. Nhưng mà dừa sợi nó sẽ làm cho cái vỏ của mình nó hơi đục, nó không có được trong lắm. Bật bếp lên á, mình để cái lửa trung bình và mình khuấy thiệt là đều tay nha. Dù mình để lửa trung bình nhưng mà cái bột bán kem này nó rất là mau chín, tại vì nó cũng đã chín được phân nửa rồi đó. Đó, lúc mà mình thấy nặng tay và mình thấy bên dưới nó chín như vậy thì lúc này mình khuấy cho nhanh tay để mình trộn cái phần bột chín và bột sống với nhau cho nó thiệt là đều ha. Vừa đặt lại là mình nhấc khỏi bếp liền, mình đừng có khuấy lâu quá thì nó cứng á, mình khó tạo hình cái bánh hơn. Nhắc khỏi bếp thì mình cũng khuấy khoảng thêm 30 giây nữa ha, cho bột nó không có bị chín ở bên dưới đó. Mình có thể khuấy đặc như vậy hoặc là khuấy lỏng hơn một chút cũng được, lỏng hơn thì Diễm thấy mình dễ tạo hình hơn nữa. Ở đây Diễm có 15 cái chén thì cái dung tích của nó là 70ml ha. Tùy mình dùng chén này hoặc là mình dùng cái khuôn bằng silicon cũng được, mình không cần phải thoa dầu. Mình để lên cân hoặc là mình nhắm mình múc cũng được. Thì đầu tiên á, Diễm múc vào 15g bột.
rồi mình lấy nhân á, mình ấn vào bên dưới. Rồi mình cho phần bột còn lại thì là 30g. Cái lượng bột này là 700g á, mình cứ làm xong mình cân, mình chia thành 15 phần bằng nhau là được. Sau khi cho vô chén rồi á, thì bắt một cái nồi nước thật là sôi, mình cho cái sửng hấp lên. Mình hấp ở cái lửa trung bình nha, trong vòng 20 phút. Tùy cái độ chín của bột lúc mà mình khuấy trên bếp á, thì thời gian hấp bánh có thể chênh lệch tí xíu. Cái này là diễm hấp 20 phút nè. Mình mở ra thì mình thấy là cái bột nó trong á, mình nhìn mình thấy cái nhân bên trong á, như vậy là bột nó đã chín. Mình nhấc khỏi bếp và mình để cho bánh nó thiệt là nguội ha. Khi mà bánh còn nóng thì nó rất là mềm nhão, nhưng nguội thì nó sẽ săn lại. Tùy mình thích á, mình có thể pha thêm màu để nhìn cho cái bánh của mình nó đẹp hơn. Thì cái bánh này Diễm không có dùng dừa sợi nè, vì vậy mình nhìn mình thấy nó rất là trong ha. Và nó láng, nó mịn hơn là khi mà mình cho dừa sợi vào. Thì mình có thể dùng màu thực phẩm hoặc là dùng nước ép rau củ như củ dền để tạo màu đỏ nè. Rồi mình cũng mang mình xay á, rồi mình bắt lên bếp mình khuấy, cái này là Diễm khuấy lỏng hơn. Khi mà mình sử dụng màu thực phẩm hoặc là nước ép rau củ thì mình nên cho thêm tinh chất vani ha, một muỗng cà phê giúp cho cái vỏ bánh của mình nó thơm ngon hơn. Để gói bánh thì Diễm dùng cái màng bọc thực phẩm có kích thước là 15 x 30 cm ha. Mình cho một tí xíu mè rang vàng vào ngay giữa cái màng bọc thực phẩm. Gỡ bánh ra, mình cứ gỡ cái thành bánh ra trước rồi mình lấy ra và mình để cái mặt dưới đó, tại vì nó láng nó bóng nè. Mình ấn xuống thì mè nó sẽ dính chặt. Rồi mình gói lại thôi. Hai cái cạnh này thì mình không cần phải siết cho chặt ha, nhưng mà cái này thì mình nên ém nó vào cho cái bánh nó căng ra nó sẽ đẹp hơn. Nếu mà cái màng bọc thực phẩm nó dư ra, mình có thể dùng kéo mình cắt đi cho nó gọn. Đây là cái bánh màu tím thì Diễm sử dụng cái tinh chất khoai môn đó, hoặc là mình có thể sử dụng nước lá cẩm hoặc là cái nước của cái hoa đậu biếc á, rất là đẹp. Về màu vàng á, thì mình có thể sử dụng nước cà rốt ép nè ha, hoặc là mình sử dụng cái nhụy hoa nghệ tây á, saffron á, mình nấu ra cái nước mình làm thì nó sẽ bổ dưỡng hơn nữa. Về bánh màu đỏ tới thì Diễm sử dụng màu đỏ thực phẩm. Nếu mà mình dùng cái nước ép củ dền thì cái màu nó sẽ không có tươi được như vậy. Nếu nói về cái vỏ bánh á, thì Diễm vẫn thích cái vỏ lá dứa nhất, tại vì nó có cái mùi thơm nè. Mình trộn thêm dừa thì khi ăn nó trúng miếng dừa sực sực, ngon lắm. Bánh này á, vừa làm xong thì mình ăn mình thấy cái bột nó hơi mềm, nhưng mà mình để sang ngày á, bột nó săn lại sẽ tạo cái độ giòn cho vỏ bánh ngon hơn nhiều lắm. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm được bánh su xê thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.